Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2021. Chùa Hội Hóa Đức cùng chính quyền địa phương trao cho những hoàn cảnh dưới đây. Chị cơ bà Hơ Phương do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 1,5 triệu mua hiện vật, nhưng mà tháng này xin nhận tiền để chữa bệnh cho bé bị chảy máu cam. Thì cô cũng xin Hội Hóa Đức và bên chỗ nhà tài trợ đưa tiền cho chị Hơ Phương để chị dẫn bé đi khám bệnh. Và chị Hoa do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 500.000 lần thứ 30, và bà Tuyền do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 500 tiền lần thứ 20, và cụ Mỹ do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 500.000 lần thứ 20, và cụ Mai do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ là 300.000 lần thứ 20, và chị Nở do chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ 1,000,000 lần thứ 3, và chị Hờ Phương do chị gái ẩn danh ở Nha Trang tài trợ là 500.000 lần thứ 26, và bác Thanh do chị gái ẩn danh ở Nha Trang tài trợ là 500.000 lần thứ 26. Thì cô cũng xin đại diện cho các hoàn cảnh cảm ơn hai nhà tài trợ đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh trên. Chúc chị và gia đình sang năm mới luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc hạnh phúc trong cuộc sống, và làm ăn phát đạt, vượt qua mọi khó khăn trong năm tới. Nam Mô Di Đà Phật. Đại diện chi quyền địa phương, chị cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ các hộ khó khăn nhân dịp năm mới. Kính chúc quý nhà tài trợ sức khỏe hạnh phúc và thành đạt trong năm mới. Cảm ơn chị gái của Nha Trang tài trợ cho ông cụ Hà Văn Thanh. Cảm ơn và chúc nhà tài trợ biết năm mới có đạt. Chị Thanh ở không được. Tôi xin đại diện lãnh thớ cho bà Mỹ. Bà Mỹ thì bà bệnh làm bà đi lãnh được rồi, tôi xin lãnh thớ cho bà. Con cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ cho bà con. Dạ, là mẹ bên tiên mà xin cảm ơn chị anh nhân đã Sài Gòn tài trợ cho biết cho đồng khi mình sang năm mới không có gì chút thôi chị luôn chút gì á, cảm ơn. Em Thanh Hoa chị ta lãnh thớ cũng xin cô chị cảm ơn Sài Gòn đã hỗ trợ cho em để chúc năm mới vui vẻ sức khỏe, cảm ơn không. Em cũng cảm ơn nhà tài trợ để tháng này em xin một tháng để chữa bệnh cho bé nó ra mau muộn. Em cũng chúc hai chị luôn luôn mạnh khỏe để sang năm mới. Mỹ ở trên mai đấy. Các hiện tượng lớn rồi. Tiền nhỏ thì lớn.